vùng đất Cu Đơ, Hà Tĩnh. Cảnh sắc rất là đẹp. Đoàn của anh em đang đi về Huế. Qua đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, đá chen hoa, long khom dưới núi tiều, một chú, vài chú, xin lỗi, một chú không đúng, vài chú. Lác đác bên sông chợ mấy nhà, đấy là cảnh rất là thơ mộng của bà Nguyễn Thanh Quan, nhưng bây giờ đã được thay bằng đường hầm đèo ngang. Xe của chúng tôi đã bước qua. Các bạn đã thăm những con đường đất đỏ chưa ạ? Đường đất đỏ, hai bên cây cối cũng màu đỏ. Một trong những cảnh sắc rất đặc biệt mà chúng tôi đã khám phá được tại Quảng Bình. Nào, chúng ta sẽ đi ra bãi biển Quảng Bình để xem bãi biển đẹp mê hồn như thế nào. Cát trắng, nước trong và hoàn toàn không có người nào cả. Đất của nó rất hoang sơ. Đây sẽ là một tiềm năng phát triển du lịch.